Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan tượng đài Mẹ Thước. Đây là tượng đài là niềm tự hào của người dân Quảng Nam nói riêng và của cả nước nói chung. Nằm ở núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích 150.000 m², được xây dựng vào ngày 27 tháng 7 năm 2009. Tiếp cận công viên tượng đài Mẹ Thứ là một quảng trường tiền môn, nơi đây là nơi đón tiếp du khách. Tiếp theo quảng trường là 8 trụ biểu chia làm hai bên, mỗi trụ có chiều cao 9 m, đường kính 1m65. Con số 8 ở đây theo quan niệm của người phương Đông là con số biểu tượng cho sự phồn vinh, sự sung túc, sự đoàn tụ tốt đẹp. Trụ biểu này chạm khắc các huyền thoại về mẹ anh hùng, những hình ảnh về các bà mẹ Bắc Bộ, bà mẹ Trung Bộ, bà mẹ Nam Bộ, bà mẹ Tây Nguyên. Huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đang xen với những biểu tượng đó là những chạm khắc huyền thoại về suối nguồn, huyền thoại về lời ru của mẹ phản phất trong câu dân ca Bắc Bộ, điệu hò Trung Bộ, điệu lý Nam Bộ, cùng với những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ tại xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam làm biểu tượng cho gần 50.000 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng của cả nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Thứ đã có 9 người con ruột, 2 cháu và một rể đã cầm súng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tổ quốc xin được phép bắt đầu. Kính thưa anh linh các mẹ Việt Nam Anh Hùng, kính thưa các anh chị, hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2019, đoàn cảnh sát du lịch do đồng chí Nguyễn Đại Dũng, phó vụ trưởng vụ lữ hành tổng cục du lịch làm trưởng đoàn, trân trọng tổ chức lễ viếng hương tri ân tưởng niệm các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ngay trước tượng đài chính là một hồ nước lớn rộng khoảng 981 m², có hình dáng hồ Bán Nguyệt. Sự kết hợp giữa tượng đài chính và hồ nước lớn đã tạo nên một hình ảnh hòa quyện của sơn thủy. Những làn nước trong vắt chảy lặng lẽ từ các vách đá xung quanh thân mẹ xuống các tầng hồ, thể hiện sự dâng hiến âm thầm của mẹ hiền đối với các con, đối với Tổ quốc. Tình cảm đó như một bát nước đầy, không bao giờ vơi cạn. Quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của 11 người con được chạm khắc trong cái tượng đài chính này, ngay trong cái vòng tay của mẹ Thứ. Tuy nhiên, 11 người con này không phải là 11 người con của mẹ Thứ. Đây là hình ảnh gửi cho chúng ta một đất nước hòa bình thống nhất. Các con cháu ba miền Bắc, Trung, Nam xâm vầy quanh mẹ hiền Tổ quốc, luôn hướng về mẹ với tình cảm trìu mến và yêu thương nhất. Bên trong tượng đài là bảo tàng mẹ Việt Nam Anh Hùng, có tổng diện tích 950 m². Đây là nơi ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng của cả nước và là nơi lưu giữ những hình ảnh tư liệu về những bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, hình ảnh về những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bên cạnh những hình ảnh tư liệu, đó là hiện vật gắn liền với đời sống, gắn liền với những câu chuyện kỳ tích của những bà mẹ và những người phụ nữ Việt Nam Anh Hùng. Hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam Anh Hùng tiêu biểu cho 54 dân tộc Việt Nam được thể hiện qua các tác phẩm hội họa, phù điêu, ảnh nghệ thuật. Số các con hy sinh của mình, có anh Lê Tự Chuyển hy sinh đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong khi chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước ạ. Và vậy em vừa rồi em đã kể về số các con các cháu hy sinh của mẹ là 12, mà ở bên ngoài tượng hai bên vách đá của mẹ là 11. Và em cũng xin được giải thích về 11 gương mặt này không phải là con cháu của mẹ Thứ mà là con cháu của ba miền đất nước. Hình ảnh này gợi cho ta về một đất nước hòa bình thống nhất, con cháu ba miền Bắc Trung Nam xưng vậy quân mẹ hiền Tổ quốc, và người mẹ như đang dang rộng vòng tay chào đón các con trở về. Và chính những
chân dung bản thân của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ với sự hy sinh cống hiến nhiều nhất, chỉ con hai cháu một rể nên mà được chọn làm biểu tượng đại diện cho hơn 127.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước này ạ. Và gần gũi sống cạnh mẹ Thứ lâu nhất đó là mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trì. Trong bài thơ Đất nước của Tạ Hữu Yên có hai câu khiến người nghe quặn đau: ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Thế nhưng ở tỉnh Quảng Nam, hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ phải đến 12 lần tiễn con cháu ra đánh giặc và cả 12 người không ai trở về. Mẹ Thứ quả là một người phụ nữ đau khổ nhất thế gian. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Thứ đã khóc không biết bao nhiêu lần. Hết lần này rồi đến lần nọ, bà khóc từ biệt từng người, rồi đau đớn hơn khi lần lượt nhận được tin báo tử hy sinh từ các con. Đứng nghiêm trang trước tượng đài, nghe người thuyết minh nói về cuộc đời của mẹ Thứ, nhiều người đã khóc, kể cả tôi. Những giọt nước mắt khâm phục ý chí, nghị lực lạ thường của một bà mẹ đã trải qua những năm tháng đau khổ, triền miên vì nhớ các con. Chiến tranh đã tàn phá, cày nát quê hương Quảng Nam, nhưng sự hy sinh, tuổi thanh xuân của những con người và cả mẹ Thứ đã nói lên đầy đủ ý nghĩa về lòng yêu nước của một gia đình trung kiên bất khuất. Nói rằng, hiếm có bà mẹ nào trên thế gian này lại gánh chịu nhiều mất mát như mẹ Thứ. Cũng không ở đâu có người mẹ đi qua những trang sử tang thương của chiến tranh bằng mẹ Thứ. Mỗi lần nghe tin con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm. Có những lần giấy báo tử của các con từ chiến trường về, mẹ thẫn thờ lặng im. Nhiều đêm dài sau đó, mẹ trằn trọc, thức trắng vì đau buồn, vì thương nhớ các con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nhé. Nhớ đón xem video của mình vào lúc 8:30 các tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.